Cho nên mình nghe, có những cái nó nghe nó không tăng trưởng cái lợi ích, mà có những cái nghe nó làm cho mình tăng trưởng lợi ích. Có những cái thấy nó làm cho con mắt mình nó trong, nó mở ra. Cho nên người ta nói á, đi tới chỗ đó bữa nay mình học được, trời ơi đi tới đó bữa nay sáng mắt. Tại sao? Tại vì mình đã mở rộng tầm mắt. Xưa nay cái nhìn của mình nó hẹp lắm, mà cái nhìn mình hẹp cho nên cái tâm mình nó hẹp theo. Mà hôm nay mình nhìn rộng, cái tự nhiên cái tâm mình nó rộng ra. Phật gọi cái đó là gì? Kiến văn ích. Thấy nghe có lợi ích. Quý vị đọc kinh Địa Tạng nhớ phẩm thứ 12 không? Thấy nghe được lợi. Có những cái mình thấy mình nghe nhưng mà hoàn toàn không lợi ích gì hết, chỉ sanh thêm phiền não, phân biệt đủ thứ hết. Mà có những cái mình nghe mình thấy mà phát tâm. Cho nên á, bà Võ Tắc Thiên á, khi bà nghe pháp Phật bà thấm thấu rồi thì bà viết ra cái bài thơ gọi là Nghe Pháp. Trong đó có câu ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Cái kiến là cái thấy, cái văn là cái nghe. Mà mình thấy nghe như thế nào để cho tâm mình bùng sáng. Nhưng có những cái mình thấy nghe làm cho mình thêm nghi ngờ, ganh tị, tức tối, cái duyên đó mình giảm được tốt. Và mình thấy rằng mấy chục năm mình cũng thấy, cũng nghe, rồi mình cũng hoằn quại khổ đau theo nó, đâu có lợi ích gì nữa đâu. Thôi bây giờ đã đến lúc giảm cái đó đi, tăng cái này. Cho nên ở cuộc đời có những cái phải giảm và có những cái phải tăng. Giảm cái duyên đời để tăng cái duyên đạo. Giảm cái duyên nghe thế gian để tăng cái duyên nghe Phật Pháp. Hôm nay quý vị thấy quý thầy, nghe quý thầy, quý vị hoan hỷ không? Đó. Không phải nói như vậy rồi phải nói theo hoan hỷ. Không lẽ nó không hoan hỷ? Nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên tại sao một cái người mình đi tu á, cái người đi xuất gia mình phải đoan tướng, phải đoan nghiêm cái thân tướng. Tại vì chính cái thân tướng đoan nghiêm nó làm cho chúng sanh nhìn thấy mà phát tâm, khởi tâm hoan hỷ, kính tin. Quý vị thấy tất cả tượng Phật, tự nhiên mình thấy Phật là cái chuyện mình phải chắp tay mình xá một cái à? Có phải không? Đó, mình thấy Phật, nghe Phật. Cho nên nghe Pháp, thấy Phật, nghe Phật. Và thế gian này có những rất nhiều cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe mà tăng trưởng lợi ích. Có nhiều khi mình ngồi nghe suốt ngày mà rốt cuộc đâu có ích gì đâu. Quý vị thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa thường nói những cái này nó không có tội lỗi gì hết. Thí dụ mình coi một bộ phim đâu có tội đâu, nhưng mà cuối cùng xong bộ phim thì cũng vậy thôi, cũng chưởng cái rầm chết, cái chết trước khi chết nhớ trả thù cho ba. Rồi bắt đầu mình theo dõi coi thằng này nó trả thù kiểu nào. Rồi cái tới tập thứ 15 nó chưởng cái rầm chết, chưởng cái rầm văng ra cái hết phim. Cái mình muốn biết là nó có chết không, cái kiếm tập 16. Thật ra mình rồi mình luyện hết bộ phim rồi cũng vậy thôi. Thật ra để mình tu, mình không tu thì cuối cùng cũng đi vào cái chỗ cuối cùng là chết. Nhưng mà có những cái chết mà nó thanh lọc được thân tâm. Ngày hôm nay chúng ta cũng ăn à, có những vị lãnh phần đầu hộp bún bì, rồi người nào mà lãnh cuối quá bún nước tương. Nhưng mà rồi cái mục đích là mình no cái bụng. Hương vị nó là gì cũng sao. Nhưng mà cuối cùng hỏi là ăn gì đó, ăn chay. Cũng là chay thôi. Cho nên thưa đại chúng là cái thấy cái nghe nó làm cho mình lợi ích. Không có ai thấy Phật mà khởi cái tâm, trừ những người bất tín, nhất xiển đề, không còn niềm tin, thì người ta thấy những cái thánh tượng, dù là Phật hay Chúa, thì người ta khởi tâm
phỉ báng. Chứ còn ví dụ người đạo Chúa thấy Chúa tự nhiên khởi tâm kính Chúa, hay là người Phật tử mình bước vô nhà thờ cũng có sao đâu, mình gặp cái thánh đường mình cũng cúi đầu được. Một con chiên đi vào chùa cũng có thể cúi đầu. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà chính tượng Phật làm cho mình có phước, tại vì biết sanh tâm cung kính. Quý vị nhớ như vậy. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà tượng Phật có khả năng giúp chúng ta tạo phước. Quyển kinh mình tụng á, không phải tụng cái quyển đó mình thành đạo, nhưng mà nhờ mình kính tin, mình kính cái cuốn kinh đó, cho nên mình trân trọng, mình giữ, cho nên mai mốt mình có mình đọc nữa. Còn mình đọc xong mình dục, mai mốt cần kiếm ra. Còn mình có giữ cuốn đó thì mai mốt mình cần nó có. Cho nên cái thấy cái nghe được lợi ích, đó là cái lợi ích thứ nhất của việc tu tập của chúng ta. Hôm nay đại chúng đã là ngày hôm nay đại chúng ngồi đây là quý vị chứng được sơ thiền ly sinh hỷ lạc. Mình lìa được. Thí dụ như ngày hôm nay là ai ghiền thuốc đó, mà ghiền thuốc mà ví dụ như nói với mình hôm nay tôi sẽ cố gắng không hút thuốc, không, dù ăn cơm xong nó thèm lắm mà không hút thuốc, bỏ được cái ly điếu thuốc, 10 điếu thuốc ngày hôm nay là ly sinh hỷ lạc. Pháp Hòa biết là trong cái buổi Phật Pháp ngày hôm nay với ngày mai đây, có những Phật tử ở rất xa, không phải ở cái tiểu bang Cali này, mà có những vị ở tận Minnesota, ở Louisiana, ở nhiều tiểu bang khác bay tới, North Carolina, Texas, vân vân. Việt Nam. Em cũng ở Việt Nam. Đó là cái mà cái lợi ích thứ nhất là kiến văn ích. Cái lợi ích thứ hai của sự tu tập nghe pháp là gì? Phát tâm ích. Nghĩa là lợi ích khi chúng ta phát tâm. Nghĩa là khi chúng ta làm cái gì đó, người khác thấy người ta phát tâm theo có lợi ích. Phong vào ví dụ, mình đi dự khóa tu, người bạn không biết phone thăm mình: "Ấy chị ơi, tuần tới em rủ chị đi ăn với em được không?" "Ồ, tôi xin lỗi nha, tôi đăng ký, tôi đi dự tu học rồi." "Ồ, vậy hả, vậy còn chỗ không cho em đi với?" Thì mình khởi cái tâm, mình khởi mà người khác tùng theo. Cái đó gọi là phát tâm ích. Mà thưa đại chúng, khi mình làm bất cứ việc gì thế gian này, mình muốn có ích lợi trọn vẹn thì làm, hãy nên phát tâm làm, chứ đừng làm miễn cưỡng. Làm phải phát tâm. Thí dụ như là hôm nay quý vị phát tâm vô đây tu học, đâu có ghế ngồi, trừ những bậc thượng tọa ngồi trên là hàng thượng tọa, mình còn đại đức ngồi dưới. Mà các thượng tọa đó 10 năm trước cũng ngồi dưới này đó chứ, 10 năm sau là lên thượng tọa. Nhưng mà mình ngồi đây mà không có cái gì gọi là khổ hết. Pháp Hòa nhìn ra ngoài, Pháp Hòa thấy có những vị ngồi ngoài sân, trời nóng bức, nếu mà so ra các vị đó ngồi ngoài đó khó chịu hơn mình trong này. Nhưng mà các vị sẵn sàng vì phát tâm tới. Tất cả chúng ta ngồi đây là phát tâm hết. Pháp Hòa phát tâm tham dự khóa tu cùng với Hòa Thượng quý thầy để chia sẻ với đại chúng. Cho nên cổ đưa lên một cái lịch dày đặc, mình cũng phải phát tâm nói, tại vì ở dưới này người ta phát tâm nghe. Cho nên mình làm cái gì mà khi mình phát tâm á, cái tâm mình có nhưng mà đôi khi mình chưa phát. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ chứ mình bình thường. Đến khi nào mình thấy người ta khổ và cái tâm mình biết thương á, là phát rồi đó. Hay thậm chí á, những lúc mình khổ mình nói tôi già giờ tôi đi tu cho rồi, phát mấy lúc đó không à. Phát mấy lúc mà trời ơi đất ơi. Nhưng mà không sao, có phát như vậy rồi có một ngày nào đó nó thuần thục, đến khi nào nó phát nguyện viên mãn như Đức Thế Tôn. Quý vị đừng nghĩ là Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ phát tâm một đời này đâu nha.
Ngài đã phát tâm rất nhiều đời và nhiều kiếp, cho đến khi mà Ngài phát đến mức độ là sẵn sàng bỏ cả tất cả để mà đi vào con đường tu tập đó. Cái người đó phát lớn đó. Cho nên cái đó gọi là phát đại đạo tâm. Quý vị nhớ không? Tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh, gì nữa? Phát tâm vô thượng, hiểu rõ đạo lành hay là hiểu rõ đạo cả, phải không? Phát tâm vô thượng. Chỉ có khi nào mình phát được cái tâm cao thượng là vì sao? Mình thấy được cái con đường đó, cái đại đạo đó. Mà chúng sanh mình bây giờ thì mình cũng phát tâm lắm, nhưng mà cái kiểu phát tâm mình nó khác. Nói tại sao chị giận, nói nó chọc ghẹo gì chị giận? Nó đâu chọc gì tôi, tại vì nó chọc tức bạn tôi phát khùng. Tôi tức phụ. Có nhiều khi mình phát tâm mà mình phát xong rồi hỏi có lợi ích gì không? Nhưng mà có những cái mình làm mà người ta phát tâm theo, mình phải hoan hỷ, tại vì nhờ mình phát tâm mà người ta phát tâm theo đó. Ví dụ như mình tổ chức lễ trai tăng cúng dường, cái tự nhiên Phật tử ta đi chùa ta thấy bữa nay chư tăng đông quá, nhờ cái duyên mình mời mình thỉnh, cho nên ta phát tâm theo. Đừng có buồn, đừng có cản, đừng có nói không, bữa nay của tôi rồi, chị phát rồi tôi chia sao, không có đâu. Người ta càng phát tâm nhiều mình càng có phước lớn, tại vì mình là cái chỗ gieo duyên. Nếu mình không là cái khởi duyên để thỉnh tăng thì làm gì tăng tập hợp, mà người ta cúng lặn phần của người ta rồi của mình, rồi người ta phát tâm theo, người ta cúng theo nữa, mình là mình được cái quan hỷ chứ tại sao. Chơi cái đó là phát tâm đó, mình làm mà mình là người khởi duyên, còn các vị khác là tùy duyên. Hay gọi là các vị khác đó là tùng theo cái duyên đó của mình. Hạnh phúc lớn. Thì cái thứ hai gọi là phát tâm ít. Làm việc gì phải phát tâm. Thí dụ mình tụng kinh, phát tâm. Tại vì khi mình phát tâm mình tụng, tụng hạnh phúc lắm. Còn mà mình không phát tâm là tụng cho có, tụng lấy lệ 5-10 phút rồi đi xuống. Thậm chí mình làm cái gì cho ai, mình hãy phát tâm mình làm. Vì khi mình phát tâm là cái tâm mình nó trọn vẹn, nó có mặt cho cái việc đó. Cái thứ ba gọi là gì? Cái thứ ba là tạo tu ích. Thí dụ như là mình tổ chức mướn hội trường, tổ chức nấu ăn để cho đại chúng có đủ cái phương tiện. Ngày hôm nay nè, quý vị thấy chỉ có ngày tu học đơn giản vậy thôi mà phải đi mướn chỗ nè, phải kiếm người nấu ăn nè, kiếm người dọn dẹp chân hoa nè, rồi kiếm người phải quay phim chụp hình nè, thâu nè, có người set up âm thanh nè. Tạo tu là gì? Chúng ta hãy tạo mọi phương tiện, tạo mọi hoàn cảnh để cho người khác có đủ cơ duyên tu tập, có ích lắm, có lợi lắm. Trong kinh nói, quý vị nhớ có những ông vua thấy chùa hư, kinh rách, người nghèo, ông chẳng những kêu gọi người khác phát tâm mà ông còn đích thân ông làm nữa. Quý vị thấy không? Chứ cái đó là kêu gọi người ta tu rồi làm việc phước mà mình còn tùy thuận mình làm theo. Chúng ta cũng vậy. Ví dụ như ai mà ăn chay đó, mà mình nấu chay mà mình nấu cho người ta ăn, mình đừng có nghĩ là tại sao tôi phải làm mọi người đó, tại sao đừng. Mình nghĩ như vậy á, tức là mình thiếu phần phát tâm và thiếu cái phần Phật tổ dạy chúng ta là tạo tu. Mình hãy tạo mọi phương tiện hoàn cảnh thuận lợi cho người khác, người ta tu mình có phước. Bây giờ quý vị thấy ha, nếu mà con mình á, mà nó nói má má, con muốn đọc sách kinh gì mà tiếng Anh á, để cho con hiểu, quý vị có chịu khó đi kiếm không? Mừng lắm, nhất định sẽ chạy lên các chùa hỏi là thầy ơi có cuốn sách nào, con của con nào giờ nó đâu có chịu đọc kinh sách gì đâu, mà tự nhiên bữa nay nó đòi đọc kinh tiếng Anh là con mừng. Mình hãy nhìn tất cả mọi người là người thân, là quyến thuộc của mình, để mình có thể phát tâm tạo mọi hoàn cảnh thuận lợi
trợ duyên cho người khác tu. Hồi nãy có một cô Phật tử, cô lên lầu á, cô mới gõ cửa, cô hỏi hỏi cô là kiếm gì. Cô nói cô kiếm cái áo tràng. Con mới dắt cái áo tràng đây nè, có 5 phút con quay ra áo tràng mất. Pháp Hòa mới chỉ cái áo nâu. Pháp Hòa nói có phải nó biến màu không? Áo tràng lam giờ biến màu nâu phải không? Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ là suy nghĩ theo cái bài pháp này á, là cái áo mình bây giờ trở thành ra tạo tu ích rồi đó. Người khác ta mặc vô ta tụng kinh mình có ích rồi đó. Pháp Hòa có một chú tiểu ở chùa, năm nay chú 18 tuổi rồi. Chú đi xuất gia hồi chú 3 tuổi. Chú này đặc biệt là có tiện nhiều là đi mua chuỗi với Phật. Đi mấy tới mấy cái chùa Đài Loan thỉnh Phật thỉnh chuỗi. Mà Phật tử nào mà về chùa mà tham dự khóa tu hay thăm chùa mà gặp chú mà người ta nói người ta thích tượng Phật thích chuỗi, giờ chú kiếm cách chú cho, chú đem chú tặng. Mà chú thỉnh nhiều cái tượng Phật đẹp dễ thương lắm mà chú đem chú tặng hết trơn. Thì Pháp Hòa hỏi sao của con đẹp vậy mà con cho. Con nói, chú mới nói tại con thấy cái cô Phật tử đó, cô thích con tặng cho cô. Đến cái mùa học cuối năm á, là chú cứ xin chuỗi Pháp Hòa đem vô tặng cho cô giáo thầy giáo. Năm nay học xong lớp 12 rồi là không còn gặp mấy cái bạn high school nữa. Rồi chú xin mấy cái chuỗi đem theo. Hôm qua trước khi bay, bữa kia trước khi bay thấy chú đeo sâu chuỗi mới mới. Hỏi đâu có sâu này vậy? Nói bạn của con á, tặng cho con. Mà mỗi lần mà chú có cái chuỗi nào á, chú mới thỉnh mà đẹp đẹp chú đem về, chú đứng nghe chú nhét nhét. Sư phụ chú nguyện cho con. Có bao nhiêu chuỗi là đem tặng người khác. Dù cái chuỗi đó rất đẹp nhưng mà nếu chú thấy người đó thích chú sẽ tặng. Pháp Hòa sẽ rất là vui khi thấy một chú tiểu đệ tử của mình phát được cái tâm đó. Thậm chí chú là người mặc đồ Pháp Hòa vừa nhất trong các chú. Mà hãy mình có đồ quần áo mình cho chú, mấy chú Phật tử đi chùa chú cứ đi theo chú hỏi chú có cần quần áo không. Sư phụ mới cho con bộ đẹp lắm để con cho chú. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy khi nào mình thấy một cái người khởi tâm như vậy mình phải mừng. Thì nếu mình vui được khi mình thấy con cái người nhà mình phát tâm mình vui vậy, thì hãy đem cái nhìn đó nhìn tất cả mọi người như vậy mới gọi là mắt thương nhìn đời. Không phải chỉ một đối tượng người thân mình mới vui hay là mình mới giúp, mà mình thấy bất cứ người nào người ta khởi tâm mình phải giúp, trợ duyên cho người ta. Quý vị biết là Pháp Hòa đi có nhiều nơi, những người thanh niên thiếu nữ ở trọ xe phòng thì người ta đâu có cho nấu ăn, chỉ xe phòng thôi, ta muốn cho mình dùng bếp. Rồi hỏi ăn uống làm sao, nói con ra ngoài con ăn không à? Mà ăn ngoài thì làm sao được. Thế là Pháp Hòa bè quen biết Phật tử nào mà gia đình vợ chồng con cái, Pháp Hòa giới thiệu. Pháp Hòa nói có gì ăn nhớ kêu đạo hữu đó cho người ta về ta ăn chứ. Nhất là nấu canh rồi đó, kêu về cho người ta ăn được bữa cơm gia đình. Hoặc là người ta được thưởng thức những cái món ăn mà gia đình nấu chứ ăn ở ngoài hoài đâu có tốt, mà tốn nữa. Phải không? Mà người ta lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, có mình ăn à. Lâu lâu mà mình gọi người ta về, ta để cho người ta cảm nhận được cái không khí gia đình. Và người ta sống mà người ta còn thấy rằng có người khác quan tâm. Mà Pháp Hòa nói chứ không có nói cho cái người đó nghe, mình sợ người ta ngại. Pháp Hòa nói riêng với mấy vợ chồng những gia đình thôi, rồi giới thiệu cho, rồi để đi gọi với nhau. Chứ Pháp Hòa không nói cho cái anh chị đó biết. Nhiều khi người ta ngại người ta không về. Pháp Hòa muốn làm sao Phật tử kết nối thành sống thương nhau như huynh đệ vậy đó. Có cái cơ hội nào mà gặp nhau kêu nhau nên làm cái điều đó.
đừng có cái khoảng cách nhóm này nhóm kia mà hãy ngồi lại với nhau. Mà mình tạo như vậy đó, tự nhiên mình mới đến được cái chỗ là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Căn bản là đại chúng là đụng chán mà. Và làm sao mình kết hợp? Cho nên ba cái lời quy y đó, khi mình quỳ xuống mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cái đó gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo ở thế gian là tượng Phật, quyển kinh và các thầy. Nhưng mà chúng ta phải làm sao chúng ta nhận ra Tam Bảo nơi tự tâm mình. Phật là giác ngộ, Pháp là con đường để sống, Tăng là bản chất sống hài hòa với tất cả. Mình có cái đó mà, mình có cái chất liệu đó, mình có cái chất của Tam Bảo đó, mình hãy phát triển ba cái chất đó. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Lục Tổ Huệ Năng dạy như vậy. Phật là giác, cho nên mình quy y Phật, không phải quy với tượng Phật, nhưng mà trên cái hình thức phương tiện phải quỳ trước tượng Phật để nói lên cái quy y đó. Nhưng mà cái đó tượng Phật, quyển kinh, quý thầy là thế gian trụ trì Tam Bảo, Tam Bảo của thế gian. Nhưng mình có một cái thế gian, một mình xin lỗi, mình có một cái Tam Bảo đó là tự tánh Tam Bảo, là Phật ở nơi mình. Phật là tuệ giác sáng biết, Pháp là trí tuệ từ bi con đường để mình sống, và Tăng là sống hài hòa dung nhiếp với tất cả mọi người. Quy cái đó đó, cho nên ngày nào cũng phải tam tự quy y, bất cứ thời kinh nào xong tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tại vì mình sống được với cái bản chất tự tâm đó, mình mới rạng ngời. Cho nên cái người mà người ta hỷ được là nhờ người ta có lạc. Mà cái hỷ là cái ở bên ngoài, cái lạc là cái vừa tường tận bên trong. Cho nên chữ tu á, quý vị hay xài chữ tu tu đó. Tu nó còn có một loại tu gọi là lạc tu. Lạc tu là sao? Nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, phương tiện nào, giờ phút nào, tâm mình cũng yên, cũng lạc. Cái đó là lạc tu. Trường thời tu, lạc tu. Tu là tu hoài, tu mãi, không phải chỉ có một khóa. Đâu phải vô hai ngày này rồi mới tu, rồi mấy ngày kia mình nghỉ tu. Hai ngày này chỉ là một cái khóa để cho chúng ta có một cái thời gian nào tập trung để huân tu, rồi về nhà ứng dụng cái đó tu mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cái đó gọi là trường thời tu. Chữ tu không mấy nghĩa đó. Trường thời tu mà lạc tu là gì? Vui bằng mọi phút mọi giây. Cho nên mình tạo được cái duyên cho người khác tu là cái phước của mình. Có những hòa thượng á, ai vô ngài cũng nhận, già trẻ bé lớn gì sắp đi rồi ngài cũng nhận. Ở hòa thượng nhận chi cho đông, nói tôi đâu phải ham đệ tử đâu, nhưng mà tôi gieo duyên cho người đó. Cho nên á, tại sao đi xuất gia gieo duyên? Vì mình chưa được thực hiện cái lý tưởng xuất gia của mình, thì ở đâu có tổ chức xuất gia để gieo cái duyên thôi. Thì chúng ta tới chúng ta giữ 3 ngày 5 ngày mà không cần cạo đâu. Muốn cạo cũng được, còn không cạo chỉ nhá kéo để gieo cái duyên đó thôi. Xưa nay mình chưa bao giờ được làm cái lễ chư thầy quý chư tăng rải cái nước trên đỉnh môn của mình. Cái lời khai thị tóc của quý vị từ vô lượng kiếp sanh tử, phiền não trần lao, không thể tự mình xuống được, phải nhờ tăng mới có thể trừ. Nay tôi lấy nước này rưới trên đảnh môn của quý vị, để quý vị lấy đó gieo duyên. Cho nên chứ quý cái vị thầy mới đi đến rải một miếng nước lên đầu mình, tượng trưng cho cái lòng từ bi, nước cam lồ từ bi của Phật.
của pháp của tăng để trên đỉnh môn này. Đây là cái đỉnh môn nè. Cho nên tượng Phật mà ngồi nhô 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 lên á, cái đó không phải là búi tóc, cái đó không phải giống phim tàu mà cột cục ở trên này, cái đó là cái cục thịt nổi, cái đỉnh môn. Mà cái đảnh đó nhìn không có được, không có thấy, cho gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh, cái đỉnh mà không ai nhìn thấy. Nhưng mà giờ người ta làm tượng Phật, ta muốn nói lên cái chỗ đó, người ta phải làm nó cao hơn bình thường để mới nhìn vô tượng Phật mới biết là cái đây là cái vô kiến đảnh tướng của Phật, chứ không phải Phật mình nổi nguyên cục thịt bự ở trên đầu như vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có cái đỉnh môn này. Cho nên nó có những cái núi người ta để bốn chữ lúc mình lên núi: thượng đảnh, đảnh Phật. Lên tới đỉnh núi để lễ Phật, gọi là thượng đảnh, đảnh Phật. Gọi là thượng đỉnh, đảnh Phật. Đảnh lễ hay là đỉnh lễ cũng được. Người Bắc phát âm là đỉnh lễ. Nhất tâm đỉnh lễ. Đảnh đỉnh thì cũng một chữ đó. Lư hương là lô hương gì một chữ. Ngày xưa bản kinh ngoài Bắc là lô hương xạ nhiệt, sau này mình phát âm là lư hương xạ nhiệt. Kiến văn ít là gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít. Cái thứ ba, cái thứ tư là gì? Đốn đắc ít. Chữ ít này là ít lợi đó nha. Chữ đốn là gì? Đốn là gì? Đốn là chặt. Đốn là nhanh, là mau. Quý vị hay tụng buổi kháng á, thập địa đốn nó, nhớ không? Cái bài công phu sáng, bài hồi hướng: thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng. Là gì nữa? Tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận trim ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc, đại chúng huân tu hy thắng tấn, thập địa đốn năng siêu năng sử. Đốn là nhanh là mau. Cho nên cái người người ta nghe pháp chỉ một lần mà người ta ngộ đạo, gọi là đốn ngộ. Ngộ rất là mau, rất là nhanh. Vậy thì Phật pháp có khi làm cho con người ta nhanh mau hiểu đạo phát tâm. Cho nên bất cứ phương tiện nào, có nhiều người á, người ta chỉ nghe một cái thời kinh thôi mà người ta hiểu đạo. Tại vì người ta có được một cái nhận rất là sâu. Cho nên kinh điển á, có thấp cao tại sao vậy? Tại vì căn cơ nó không đồng. Và căn cơ không đồng thì kinh điển lời Phật dạy có cao thấp. Mà cái chữ cao thấp đây không có nghĩa là nhỏ và gọi là ngu đần hay là thông minh, mà mỗi người nhận cái đó một cách khác. Giống như mình á, biết về bệnh lý, mình vào mình nghe bác sĩ thuyết trình về bệnh, nghe đâu hiểu đó. Người không rành về bệnh lý nghe hiểu loáng thoáng. Cũng giống như hề hôm nay mà Phật tử nào mà nghe Phật pháp lâu, đi vô trong này nghe một hai từ là bình thường hiểu liền. Còn cái người mà không biết, chưa hề nghe gì, không biết không nói gì, tại vì không dùng vô cái Phật pháp, vô cái từ. Ví dụ như thông thường thế gian ta xài chữ là thưa thầy, ví dụ vậy thôi. Tự nhiên vô chùa kêu bạch thầy, thì cái người mà họ chưa bao giờ biết chùa chiền là gì, chả biết bạch là gì, tôi thấy ông đen thùi mà trắng đâu kêu bạch. Thế tới giờ mình để trên cái bảng 6 giờ tiểu thực, thì mình chưa bao giờ biết mấy cái chữ đó, thì mình chỉ hiểu cái tiểu kia chứ chưa bao giờ biết tiểu thực là gì.
Dù cái người nào mà trong chùa lâu năm thì nghe chữ tiểu thực là biết liền. Rồi có nhiều chỗ người ta không xài chữ tiểu thực mà ta xài chữ dược thực. Trời ơi, dược thực chết lớn nữa. Dược là cái gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Ăn thuốc là ăn cái gì? Tôi có bệnh hoạn gì đâu ăn thuốc. À, thì mình hiểu là lẽ ra không có ăn chiều, nhưng mà nếu không có ăn thì quý vị sẽ đau bệnh, lên đường tiểu đường, lên đường xuống đường. Cho nên phải cho quý vị ăn. Cái đó ăn như món thuốc để trị bệnh, cho nên gọi là dược thực. Cho mai mốt mà vô chùa thấy ta để cái bảng 5 giờ chiều dược thực là biết rồi đó, ăn chiều. Và xem món ăn như món thuốc. Và chính vì ăn như thuốc cho nên không có được, đừng không được khen chê. Ăn là thuốc trị bệnh, không ăn là đói, là lên máu xuống máu, lên đường xuống đường. Tại tôi bây giờ ba cao một thấp, cao đường, cao mỡ, cao máu và phong thấp, gọi là ba cao một thấp. Và tiền lương của người già ở Mỹ vẫn thấp hơn so với tiền lương người già ở Canada. Ở đây 850 một tháng phải không? Canada 1,600. Người nào mà ở nhà con còn nguyên 1,600. Ăn free, ở free. Trời ơi, nghe lương cái wow. Nãy giờ nói quá trời Phật Pháp mà không wow. Nghe tiền già cái wow. Mấy anh chị trẻ cỡ em, các anh chị yên tâm, tới đời mình sẽ không còn tiền già. Tất cả các giáo pháp có đôi khi nó có công năng, nó làm cho người ta trực ngộ nhanh gọn. Cho nên mà cái người mà Phật pháp như vậy đó, Phật pháp như vậy là cũng có ích lắm, tại có những người làm cho người ta tỉnh ngộ rất sớm. Hồi đó Pháp Hòa biết một cái chú đó, má chú biểu chú đi chợ mua thức ăn gì đó, rồi chú la cà chú đi chơi sao chú mất tiền. Chú làm mất tiền cái về nhà thì đi tay không về đâu có gì đâu, trong khi bà già tức quá cầm chiếc dép phan chú, cái thằng báo đời liền chú một chiếc dép về, quýnh quá không bao biết đường, chạy chạy thẳng vô chùa rồi đi xuất gia luôn. Cái khi mà ông kể, ông nói má con á, liệm con chiếc dài mà biểu con báo đời. Pháp Hòa nói bà già khai ngộ cho ông đó. Bà nói ông báo đời, giờ ông vô ông tu để ông đừng báo đời nữa, mà giờ ông độ đời. Câu đó câu khai ngộ đó, đốn đắc. Đốn đắc. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Cua không? Đi mua cua, mẹ dặn ở nhà đó là giả cua để mà nấu canh. Ngài thấy con cua, ngài tội quá, ngài đem ra xong ngài thả hết trơn. Bà già về không có cua nấu, tức quá đánh ngài. Đánh mà ngài sợ, ngài chạy vô chùa ngài tu luôn. Vậy mà khi mà ngài tu rồi đó, ngày sau này lớn lên, ngày trở về vùng quê đó, ngày thăm lại mẹ, thì biết rằng mẹ mình bây giờ đã bị mù. Và lúc đó bà không nhận ra ngài vì mù và cũng không thể nghe được cái tiếng rõ. Nhưng mà nhờ như vậy ngài mới rước mẹ về chùa ngài nuôi. Mà không bao giờ ngài nói với ai biết bà già này là mẹ tôi. Đến khi ngài bận Phật sự đi xa, cỡ Cali, ngày đó tôi bận qua Sang Ga, bận chụp hình ở Cali. Và ngài dặn rằng khi tôi trở về, nếu bà cụ này có mất thì các thầy khoan liệm,
khoan chôn đợi tôi về. Thì đúng y như vậy, khi ngài đi Phật sự thì bà ở nhà bà mất, các thầy chờ hòa thượng về. Khi đó tẩn liệm xong xuôi, trước khi đi an táng, hòa thượng mới nói bà cụ này chính là mẹ ruột của tôi. Và ngài kể là câu chuyện hồi nhỏ tại sao ngài đi tu, và với cái ý nghĩa rằng tôi không muốn nói cho đại chúng biết bà cụ này là mẹ tôi, bởi vì tôi không muốn mọi người có một cái sự đặc biệt gì đối với bà, vì mẹ của thầy trụ trì. Các vị cứ đối xử với bà như những Phật tử bình thường để cho tôi dễ chịu, và mọi người cũng thảnh thơi không bận lòng. Và hôm nay tôi đã trọn vẹn cái người con. Khi mà mẹ còn khỏe thì mình lo cho chúng sanh, khi mẹ già mình tạm dừng công việc đó, mình trở về mình lo cho mẹ già. Vậy cái đó là cái hạnh của người tu. Cho quý vị thấy có nhiều người á, người ta không có đi chùa, tự nhiên người ta nghe có một bài pháp thôi và từ đó tâm người ta phát, và người ta bắt đầu nghe pháp tu hành. Tại sao? Vì người đó có được một cái gọi là đốn đắc ích. Người đó ngộ đạo rất mau. Cái thứ năm, khi chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta có được một cái lợi ích thứ năm, gọi là diệt chướng ích. Diệt là gì? Trừ là dẹp đi. Chướng là cái gì đó nó trở ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở trong mỗi người chúng ta, chúng ta có cái chướng không? Có. Có nhiều khi mình chướng lắm, chịu không có nổi, chướng dữ lắm. Nhưng mà khi mình tu hành rồi, mình phải biết, mình phải thấy cái chướng đó của mình để mình diệt đi. Mình diệt chướng để làm gì? Thứ nhất, mình là người có lợi ích, mình sống không bị cái chướng nó khổ, làm khổ mình nữa. Và đồng thời người xung quanh của mình cũng không bị khổ bởi cái chướng của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa được mệnh danh là ba gai. Cái ba gai của mình là đơn giản lắm, rất là chấp vào những cái hình thức. Thí dụ như một vị nào mà không nghiêm túc là mình không thích. Và thậm chí không thích nịnh bợ, không thích gọi là xu hướng. Cái gì là phải rõ cái nấy, không ai nói mình được, tại mình nói có lý. Nhưng mà ta thấy được cái chướng của mình. Mỗi lần vậy nó thôi, trời ơi, ba gai bốn góc hoài mệt quá. Mà quý vị biết không, có nhiều lúc những bậc lớn hiểu mình, thương mình, cho nên các ngài nói sao? Khi nào con lớn, con ở vị trí của quý thầy hiện tại thì con sẽ biết con phải làm gì. Mà cái điều đó ý, khi mình nhỏ mình sống rất là nguyên tắc, nhưng khi mình càng sống trong đời rồi á, thì mình biết rằng cái uyển chuyển là gì, cái linh động của mọi sự mọi việc là chi. Ví dụ như á, mình niệm Phật bất cứ ở đâu, bất cứ hướng nào, chứ đâu nhất thiết là mình phải hướng Tây mới gọi là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Mình nghĩ là phải niệm Phật phải xoay về hướng Tây, và thậm chí nhà mình không có đúng hướng Tây mà đặt cái bàn thờ ngay hướng Tây, nhìn vô nó kỳ cục cái bàn thờ, mà cũng phải đặt vậy thì nó không đúng. Cái đó là một loại chướng. Đó là Pháp Hòa nói chướng tự thân nha. Còn bây giờ mình nói tới ngoại chướng, cái đó là nội chướng. Còn cái ngoại chướng là gì? Tức là những cái mà người ta cản trở bên ngoài mình. Người tu của chúng ta luôn luôn mong mỏi trừ hai cái chướng, đó là nội chướng và ngoại chướng. Nội chướng là tự mình, một tự mình, mình sanh khởi bao nhiêu cái chướng khí trong người của mình. Có nhiều khi tánh tình mình kỳ cục thì cái người thân của mình nói sao? Cái người kỳ ghê, chướng ghê vậy đó. Khi người ta bực bội quá, người ta nói một hai câu, người rất là chướng.
Cái đó là cái nội chướng mà thưa đại chúng, cái người mà nhiều sống nhiều cái chướng đó vậy, cái nét của họ nhìn đó vui hay buồn, lúc nào người nhìn cũng nhăn nhăn. Không? Cho nên đó là tự động nó có mấy đường hẻm chỗ này. Cho nên nội chướng mà, cho nên mình mỗi lần mình đọc phục nguyện á, mình hay nói nguyện cho con nội chướng ngoại chướng tìm tiêu đó. Ngoại chướng là những cái bên ngoài, thí dụ như người ta nói một câu là mình bực tức, người ta làm một hành động làm mình khó chịu, đó là ngoại chướng. Nhưng mà đôi khi cái ngoại chướng nó không có quan trọng, tại vì nó thủy chung chỉ là cái tướng bên ngoài thôi. Cái nội chướng mà là cái mệt nè. Cái nội chướng là cái mà mình cứ tự mình tạo lên một cái chướng mình ngăn che. Thí dụ như ấy, đi đâu đó hỏi có người đó đó, cái thôi tôi cũng đi, có nó tôi cũng đi, mắc mớ gì đâu. Mà người đó bây giờ tự mình sanh cái chướng với họ, rồi họ trở thành cái ngoại chướng của mình. Cho nên đó, mình nghe kinh nghe Phật mà diệt được cái chướng nào chừng nào đó thì ích lợi chừng nấy. Đó là Pháp Hòa nói hai chướng về mặt nội ngoại của tự thân tâm mình và bên ngoài. Bây giờ nói tới tam chướng. Ngày nào cũng nguyện hết á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà mình tụng quá trời quá đất, 30 năm nay không ngày nào không nguyện tiêu tam chướng, mà không nguyện trừ phiền não. Tam chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là báo chướng, ba là nghiệp chướng. Thế nào gọi là báo chướng? Cái khi mà mình khởi phiền não rồi mình nói năng tạo thành nghiệp, rồi cuối cùng nó trở thành ra quả báo nó chướng mình. Phong Hòa ví dụ ha. Phiền não là mình thấy người ta là mình bực. Mà khi bực rồi là đâu có nín được, phải nói. Mà nói thì tạo gì? Tạo nghiệp. Thì khi mình nói đó là tạo nghiệp chướng đó. Còn khi mình khởi bực là phiền, phiền não. Phiền não phối hợp với nghiệp bắt đầu ra quả, cho nên gọi là báo chướng. Thí dụ như giờ nói trời ơi bây giờ á không ai tới cái gần cái cô đó được hết, cái đó là báo chướng đó. Tại vì mình sống bằng phiền não và nghiệp chướng, riết người ta sợ mình hết. Phải không? Người ta hát cái bài chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ. Cho nên khi mình á, khi mình ngồi lại mình thấy tại sao bây giờ mình như này, tại sao không ai thương mình, không ai thích mình, ai cũng xa lánh mình, cái đó là đã trở thành cái nghiệp, cái đó trở thành báo chướng rồi. Bởi vì bao nhiêu lâu nay mình sống bằng hai thứ chướng là phiền não và nghiệp. Thường thường á, con mắt của mình thấy là cái miệng nó phải nói, cái tai mình nghe là cái miệng nó nói. Cho nên cái anh này nè, anh khủng khiếp lắm. Quốc gia mà hưng thịnh cũng nhờ ảnh, mà gia đình mà người ta suy sụp cũng ảnh, mà người ta vui vẻ cũng ảnh, mà người ta buồn khổ cũng ảnh. Mà một ngày ảnh ăn ba cử, ảnh nói vô thời, ngày đêm cũng nói, ngủ cũng nói luôn, là lúc mớ. Cho nên cái anh này thấy là nó, thấy là nói, nghe là nói, cảm nhận là nói. Thì mà nói riết nó thành ra cái gì? Nghiệp. Mà cái gì mà nó làm cho mình bực bội khó chịu đều là phiền não hết. Thì thưa đại chúng là Phật tổ dạy chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Nói để làm gì? Nói để chúng ta kiến thấy, và chúng ta nghe là văn, để lợi ích cho mình. Thí dụ bây giờ mình không nghe tam chướng là gì thì làm sao mình biết giải trừ tam chướng? Cho nên nhờ nghe tam chướng cho nên lợi ích vô cùng, gọi là kiến văn ích.
Rồi nghe xong rồi bữa khác ứng dụng, thấy ai bản thân mình hay người khác khởi cái đó, đặt tên đó, đây nó ăn cái đó kệ nó, mắc mớ về tới mình mà mình khó chịu, mình khó chịu là phiền não, rồi nói lấp chách 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 bên tai nó là nghiệp, rồi mai mốt nó nói má khỏi nấu nữa con ăn ngoài. Giờ vậy báo, cho nên nó đâu có xa đâu, tam chướng nó không xa, mà mục đích mình tu để làm gì? Để diệt chướng. Thưa đại chúng, là quý vị đừng có chờ tu mấy chục năm rồi tối hồi mình mất á, mình mới được về trển. Ngay ở dưới này mình tu là mình có lợi ích liền. Hồi nãy mình nghe rồi đó, đốn đắc ích, nghĩa là mình tu tới đâu là mình có lợi tới đó. Thí dụ như hôm nay quý vị ở chùa đây, ở cái trung tâm tu học này nguyên một ngày nè, là biết bao nhiêu cái đỡ tốn. Chỉ có trung tâm tốn thôi. Mình không đi shopping là mình đỡ tốn không? Thành nữ ra mình có lợi ngay tức khắc. Cho nên á, chữ giới á, giới nghĩa là gì? Giới được dịch là biệt giải thoát. Phật tử ai quy y cũng phải thọ giới. Vậy thì mình giữ giới, giới nghĩa là gì mà phải giữ? Giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó, anh an vui giới đó. Ví dụ, anh giữ cái giới không bao giờ đâm bì thóc, thọc bì gạo. Đó là một, là giới thứ tư. Giới thứ tư là giới không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc, không bao giờ sợ người ta kiếm mình đôi chối. Liền giải thoát giới đó. Ví dụ như người ta nói, người đó đó nói tôi, chị cứ đem nó tới đây, tôi chưa bao giờ nói câu đó, tôi không hề sợ. Giải thoát liền giới đó, không ngán ngẩm ai hết. Có nhiều khi mình nói riết mình quên á. Tôi có nói không? Sao sao lúc này tôi quên. Rồi xong bắt đầu mình excuse. Trời ơi, hơi đâu chị nghe tôi. Cho nên chữ giới gọi là biệt giải thoát. Chữ giới còn được nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái sai quấy, chỉ là cái đình dừng lại, cái dừng, cái chỉ, cái đình lại. Ác là cái xấu. Phòng phi chỉ ác. Phi là lỗi, mà cái lỗi mà không trừ thì cái ác nó kế bên. Ví dụ như mình khởi cái tâm gì đó gọi là mới có phi thôi, cái này phi quá, sai quá, nhưng mà không trừ riết đi tới hành động là ác. Cho nên á, đừng có giận người ta tức quá, nó trời ơi tôi đập nó không hả, tôi mà đánh nó chết không ở tù tôi đánh liền. Đừng nói mấy cái đó. Tuy nói không làm nhưng mà lâu ngày nó thành ra tập nghiệp. Tập nghiệp của ác là khởi tâm. Cho nên á, cái diệt chướng ích hồi nãy qua nói đó, ở cái mặt hai chướng thì có nội có ngoại, ở cái mặt ba chướng thì nó có phiền não, nghiệp và quả báo. Và thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chịu khó nhìn lại coi, có phải là ba cái này chúng ta dính mỗi ngày không? Không khéo là phiền muộn rồi tạo nghiệp rồi lãnh cái quả. Cho nên hàng ngày mình sống, mình tu tập là mình phải làm sao mình tu ngày hôm nay mình an lạc ngày hôm nay này. Giống như mình ăn bánh, và ăn một cái bánh mình no được một cái, hai cái no hai cái, tu một ngày an lạc một ngày. Cho nên quý vị mà đến với khúc xuất gia gieo duyên á, Pháp Hòa tổ chức 10 ngày ở Canada, mỗi năm 1 tây tháng 8 tới 10 tây tháng 8. Mà có những vị qua tu đâu có tới 10 ngày đâu. Hỏi tu 2 ngày được không? Được. Tu 1 ngày được không? Được. Hỏi tại sao thầy dễ vậy?
không phải em dễ mà em không dễ không ai tu. Em biết thân lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói là nếu đã nói là gieo duyên thì không luận duyên bao nhiêu phải gieo. Mình cho người ta gieo duyên mà bây giờ duyên người ta có nhiều không cho người ta gieo thì đợi chừng nào mới được gieo. Cho nên người ta tu một ngày cũng được, và tu hai ngày cũng được. Mà quý vị muốn tu luôn nữa thì là welcome. Nhưng mà không thể. Cho nên đừng nghĩ phải ăn, không cần ăn chay trường. Ăn được thì tốt, chưa trường được cứ bò. Như Pháp Hòa đấy, mỗi tháng ăn chay có 2 ngày thôi. Ăn một ngày chẵn và một ngày lẻ. Thưa đại chúng, là quý vị chưa quen ăn 2 ngày. Ăn quen rồi 3 ngày, 4 ngày không sao hết. Thậm chí con mình nó chưa quen ăn chay phải không? Cho nó ăn nửa ngày. Thậm chí nó chưa ăn quen nửa ngày, ăn trong bữa ăn. Nấu 3 món, món nào cũng có thịt, có tôm, món có đậu hũ. Nấu canh đậu hũ trắng, đâu nhất thiết phải là canh với tôm. Cái món đó chay rồi đó, gieo duyên cho nó đi, cho nó quen cái vị chay đó đi. Cho nên mình nấu ăn mà mình nấu khéo cho người ta ăn cũng là một hình thức gì? Tạo tu ích. Người ta chưa quen ăn chay mà mình ruột rau cho người ta ăn hoài, người ta nói thôi. Mình chịu khó mình nấu cho người ta ăn. Thưa đại chúng, là con bò nó ăn chay, ta ăn cỏ không à? Mà sữa bò uống rất bổ, uống bổ xương, bổ ốc, tùm lum hết. Vậy mà hễ mà ngu như bò. Lúc mắng ai nó ngu như bò, mà bình thường biểu con rót sữa bò uống con. Uống chi vậy má, uống cho thông minh con. Chịu không nổi chúng sanh. Diệt chướng ích. Quý vị nhớ tam chướng chưa? Phiền não chướng, nghiệp chướng, bao chướng. Cái chữ báo là quả báo. Nhưng mà quả báo cũng có tốt có xấu vậy. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình tụng chú Đại Bi 10 năm nay, giờ chú Đại Bi mình thuộc lòng. Vậy thì thuộc chú Đại Bi có phải là quả báo không? Quả báo, nhưng mà quả báo tốt, thuộc kinh. Cho nên đừng có sợ chữ quả báo. Quả báo chỉ là cái kết quả, mà có điều là kết quả tốt hay là kết quả xấu. Ví dụ mình đi bác sĩ, bác sĩ gọi về báo là ô, tôi báo chị biết, anh biết nha, quý vị thử máu kết quả tốt. Đó, cũng là một quả báo, cũng là cái quả mà quả tốt. Và thậm chí bác sĩ không kêu còn mừng nữa. Bác sĩ mà mình đi thử máu xong tháng sau không bác sĩ nào gọi hết là mừng. Mà mình khổ một cái trong, sao không thấy gọi. Mà tới hồi người ta gọi rồi, ôi đau đớn thay. Mình cầu mình được nghe bác sĩ, mà bác sĩ không kiếm mình là có chuyện rồi đó. Cho đi thử máu mà bác sĩ không gọi, y tá không gọi về là phải mừng. Có nhiều khi mình cứ sợ nghe cái chữ quả báo là mình sợ. Tu tốt thì quả báo tốt. Ví dụ bây giờ mình cứ nghe kinh, nghe pháp mỗi ngày, riết cái lâu ngày, tâm mình giờ nó thuần. Nó thuần rồi, ôi mình thấy cái gì mình cũng có thể sanh tâm ra Phật pháp được hết. Nghe cái gì cũng là bài học cho mình tu hết. Tôi bây giờ kiến văn, kiến ít, văn ít vô cùng. Không có chướng ngại gì tôi, ai nói làm gì tôi cũng thấy Phật pháp hết. Tôi không thấy ai là cái người, cái gai của tôi hết.
bữa nào mình sẽ học một bài kinh cây gai. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng nhiều nhiều lần lắm rồi, cái thời gian của chúng ta nó quý vô cùng, hãy để thời gian đọc kinh, nghiên cứu. Tới giờ rồi, không còn kịp. Mấy chục năm mình lăn lộn phiền não rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa nói nè, đại chúng mình sống mấy chục năm mình lăn lộn ở đời đủ thứ chuyện rồi, giờ nhìn lại cái quả báo hưởng gì? Không có gì hết. Cái quả của mình bây giờ sau 70 năm rồi, tiếp xúc đủ thứ, lăn lộn đủ thứ rồi, cái quả mình là gì? Không có gì. Bây giờ làm lại. Thôi, tôi nghe mấy chục năm mà tôi thấy không có gì hết, bây giờ tôi nghe cái khác. Nghe riết cái tự nhiên thấm nhuần, bây giờ ta nói cái là biết liền. Ví dụ có hỏi đại chúng có biết tại sao mình lại ba lại không? Dạ biết, tượng trưng cho bộ tam sơn. Trời, cái này cũng quả báo à. Chắc thường luộc tam sơn cúng. Biết tam sơn không? Tam sơn là miếng ba rọi, con tôm với cái trứng gà. Lúc người ta cúng bộ tam sơn á. À tôi biết rồi, ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Bây giờ khi mình hiểu ý nghĩa của ba lại mà hỏi là mình trả lời, đây, đây là quả báo. Quả báo của mấy chục năm nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo lý, bây giờ ta hỏi tại sao ba lại, biết trả lời liền. Hỏi quý vị có biết tại sao cúng trái cây không? Nay Phật ăn chay. Cúng trái cây, ô tôi biết rồi, tượng trưng cho nhân quả. Muốn có nhân gì, trồng nhân đó có quả đó. Dĩa trái cây tượng trưng cho đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao để bình bông lên bằng Phật không? À tôi biết rồi, tượng trưng cho vô thường, nhắc nhở mình vô thường. Đẹp đó rồi héo đó, tàn phai đó, vô thường. Bên này là đạo lý vô thường, bên này đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao thắp ba cây nhang không? Giới định tuệ. Thí ví dụ mình hiểu vậy thì khi mình hiểu được Phật Pháp, nghĩa là quả báo của sự nghiên cứu và để tâm, phải không? Thì ví dụ như quý vị hỏi, quý vị biết tại sao phải lại bốn lại không? Tượng trưng cho tứ đổ tường. À, tượng trưng cho tướng sĩ tượng. Xe pháo ngựa. Cho nên khi mình có nghe Phật Pháp, càng thấy càng nghe, sanh lợi cho cái thấy cái nghe, gọi là kiến văn ích. Và từ đó cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, và gặp ai mình cũng phát tâm được hết, gọi là phát tâm ích. Mình trợ duyên cho mọi người bằng bất cứ hoàn cảnh nào. Người đó không đi, muốn đi chùa không có xe chở, mình chở họ đi chùa. Muốn ăn chay, mình sẵn tiện đường, mình tấp vô mua đồ chay tặng cho họ. Tu tạo ích. Thấy người ta thích đọc kinh sách, tặng cho người ta. Cho nên á, rồi cái người đó, người ta hồi nào cho ta nghe một ngày nọ, người ta phát tâm, người ta ngộ đạo, gọi là gì? Đốn. Đốn đắc ích. Đốn đắc ích. Và bây giờ nhờ phát tâm, nhờ kiến văn, nhờ tu tạo, nhờ đốn đắc cái tự nhiên diệt chướng ích. Hết rồi, tôi giờ chướng ngại không còn. Tôi thấy cái gì cũng là thành ra Phật Pháp hết. Bây giờ tôi mới thẩm thấu được cái câu Phật dạy trong kinh là tất cả các pháp đều là Phật Pháp. Mà con không rõ cho nên mới theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Xưa nay tôi sống bằng tự chướng. Tôi tự chướng tôi nhiều quá. Tôi tạo lên bao nhiêu cái nghi ngờ để tôi tự tôi làm khổ tôi. Mỗi lần tôi đi về, thầy ổng tốt ghê, ổng đưa tôi ra tới cửa. Mà hồi xưa tôi không chịu à. Tôi nói ổng nghi tôi ăn cắp xong đi theo tôi. Tôi tự tạo cái chướng không?
Rồi cái ta thấy mình ăn ngon quá, ta nhìn mình ăn, làm gì dòm tôi vậy à? Tôi tự tôi tạo những cái chướng. Bây giờ tôi thẩm thấu rồi, cho nên quý vị tu làm sao mà mình thấy cái gì cũng trở thành ra Phật pháp hết. Cho nên bây giờ mở cửa sổ nha. Mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Khi mình mở cửa với cái ý nghĩa là mình mở cửa sổ, nghĩa là mình muốn sáng, mình muốn ngồi, mình thấy được bên ngoài và bên ngoài đưa ánh sáng bên trong. Có phải vậy không? Khi mình mở cửa sổ đó là mình muốn ánh sáng bên ngoài đi vào và mình cũng muốn mình thấy được bên ngoài. Thì ngay cái đó là tu rồi. Mở cửa nhìn pháp thân. Tôi thấy được bên ngoài và tôi cái cảnh ngoài cũng là cảnh duyên để quán chiếu cho tôi. Mở cửa nhìn pháp thân. Bây giờ tôi thấy, tôi đâu có thấy tôi với người ngăn cãi gì nữa đâu. Đời màu nhiệm vô cùng. Có mình mà cũng có ta, có người mà cũng có ta. Hồi xưa tôi hay than lắm, trời sinh du tại sao còn sinh lượng. Bây giờ tôi đâu có thấy nữa, nếu họ là lượng thì tôi là du. Thành thử mới thấy là người này có thì người kia mới có. Mình thấy đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Nếu mà tâm mình như một dòng nước thì mình sẽ phản chiếu, mình sẽ ống ánh được mọi vật trên đời một cách rõ ràng mà không ngăn ngại. Cái bài tán Phật Bồ Tát, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Bài đó dịch nè: Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nếu mà Phật là một ánh trăng mà tâm mình là một dòng nước trong, thì có phải ánh trăng đó ảnh hiện cái dòng xuống dòng nước không? Đó. Như vậy thì Phật mãi là ánh trăng. Quan trọng là tâm mình có là dòng nước không, để soi sáng được ánh trăng đó. Cho nên nếu tâm mình đã soi sáng như vậy rồi thì mình không thấy ai ngăn ngại. Mình thấy người nào cũng là Phật, là Bồ Tát, là những người rất dễ thương. Có thể họ dễ thương mặt này, họ không dễ thương mặt kia. Cho nên đó, mình mới có được 500 A-la-hán. Quý vị nào đến những cái chùa mà lớn mà người ta có cái vườn, người ta đặt 500 tượng vị A-la-hán để xung quanh, chứ không phải chỉ có 18 tượng. 18 tượng là lấy gọn, còn lấy rộng rãi, lấy đầy đủ là 500 vị. Mà sắc thái mỗi vị mỗi nét. Có người thì cung tay, có người thì hiền diệu. Quý vị nhớ mấy tượng La Hán ở các chùa để. Tại sao tượng La Hán mà lại như vậy? Tượng trưng cho cái hạnh của thế gian. Tượng trưng cho mỗi người, mỗi nét, mỗi cái pháp tu và mỗi cái hành động. Mình thấy. Ví dụ quý vị vô đây, quý vị ngồi, đâu ai giống ai đâu. Người tóc ngắn, tóc dài, người chảy ngang, chảy thẳng. Không có người nào. Nhờ vậy mới ra đạo tràng. Cho nên mình hôm nay mình học năm cái ít trước phải không? Kiến văn ít, gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít, đốn đắc ít và diệt chứng ít. Phật pháp nó giống như là vị thuốc, có thể trị tất cả các loại bệnh mà không nhất thiết là phải kẹt vào một cái công thức nào. Tùy theo bệnh mà cho thuốc. Ví dụ như mình là người lớn, nhức đầu nặng quá, uống 2 viên Tylenol. Nhưng mà một em nhỏ dưới 12 tuổi mình có thể cho nó nửa viên thôi. Là vì có thể nó chưa đủ cái sức để nó chịu được một viên Tylenol 500mg. Hoặc là mình chia làm hai, cho nó uống nửa viên, nửa tiếng sau cho nó nửa viên nữa. Miễn làm sao mình dùng đúng thuốc tùy theo cái tuổi. Như vậy cũng là một cái việc cho thuốc. Nhưng mà chúng ta rất rành và rất rõ
tuổi tác như thế nào, sức khỏe như thế nào để chúng ta dùng thuốc. Ví dụ như chúng ta uống thuốc bắc lẫn thuốc tây, thì thường thường là thuốc tây và thuốc bắc phải uống cách nhau 4 tiếng để nó không có cái sự trộn rộn, mà tới hồi chết không biết thuốc nào, mà hết cũng không biết thuốc nào. Cho nên uống thuốc tây xong rồi 4 tiếng sau có thể uống thuốc tà, uống thuốc bắc. Và thậm chí những người mà người ta trị bệnh mình hoàn toàn bằng thuốc bắc, thì trước khi người ta trị mình bệnh á, thí dụ mình nói mình bệnh gan, thì người ta không thể cho thuốc liền trị bệnh gan, mà trước hết ông thầy thuốc bắc phải cho mình 10 thang thuốc sổ độc. Phải sổ độc trước, sổ độc ra rồi thì bây giờ cái gan nó còn nguyên khối gan đó đó, đưa thuốc vô trị thẳng thì mới có cơ may trị được bệnh. Nếu như bệnh gan mà không sổ độc trước mà uống thẳng thuốc thì chẳng tác dụng gì, bởi vì cái độc nó còn bao phủ cái lá gan thì làm sao thuốc nó vô thẳng lá gan được, phải không? Cũng như vậy, ví dụ như quý vị kho đồ kho đó, kho mít nè, kho khổ qua mà muốn kho cho ngon á, là cái trái khổ qua tươi đó sắc ra khúc khúc rồi đem đi chiên, đừng có lấy hột ra, để nguyên hột. Bởi vì mình lấy hột ra là mình chiên, mình kho khổ qua nó bị nát, bị nhừ, phải để nguyên cái hột để nó giữ cái khoanh khổ qua cho trọn. Chiên deep fry xong rồi để cho nó ráo dầu, mà trước khi chiên nó xả nước sôi cái để cho nó bớt dầu. Tại sao phải chiên? Thứ nhất làm cho khổ qua không bị bấy. Thứ hai ăn cho nó thơm, nó béo. Mà mình muốn kho ngon như vậy là phải chiên trước, rồi mới có thể đem chiên nó mới, đem kho nó mới ngon. Hay là muốn kho mít non á, mít non mà muốn kho cho ngon á, chiên rồi khi mà làm nước kho phải để vào trong đó một lon root beer, một chai xá xị. Tại vì xá xị là cái chất làm cho mít kho lên đỏ mà mềm, mà không cần phải xài đường. Xài nước dừa tươi, xài Coca-Cola hay là xài root beer, không cần xài đường. Thì Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa ví dụ như vậy, cũng giống như là mình nấu ăn thì thiên hình vạn trạng. Nấu ăn là một nghệ thuật mà thiên biến vạn hóa, thì Phật Pháp trị bệnh chúng sanh cũng thiên biến vạn hóa như thế. Cũng một bài pháp đó mà nói với người lớn tuổi khác, mà nói với con nít khác. Cũng tứ diệu đế mà con nít học tứ diệu đế học cách khác, mà người lớn thâm Phật Pháp học khác. Phật tử sơ cơ học tứ diệu đế học khác, Phật tử thâm niên nghiên cứu Phật Pháp sâu rồi giảng tứ diệu đế giảng cách khác. Cũng một bài pháp tứ diệu đế mà tùy ba căn cơ: sơ cơ, trung cơ và thượng cơ. Sơ cơ là người mới đó, mà nếu như cái người mà người ta chưa có quen thì không thể nói cái cao được. Cũng như niệm Phật có bốn cách, niệm Phật có bốn cách: người chưa thuần tâm lấy sâu chuỗi niệm Phật, niệm ra tiếng, tai lần chuỗi, cái đó gọi là trì danh niệm Phật. Tâm còn tán loạn quá, chưa nhớ Phật nổi, lấy hình Phật để trước mặt khi niệm Phật, cái đó gọi là quán tượng niệm Phật hay là quán tướng niệm Phật, để cho cái hình ảnh Phật nó thu vô trong cái tâm mình, trong cái đầu mình. Lỡ đi đâu không có hình Phật, nhắm mắt lại vẫn có hình Phật ra, chừng đó gọi là quán tưởng niệm Phật. Trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào mình thuần thục, ngồi đâu tiếng Phật cũng văng vẳng bên tai, bất cứ lúc nào trong tâm mình cũng lưu xuất câu niệm Phật, cái đó gọi là gì? Thật tướng niệm Phật. Không cần ra tiếng, không cần cầm chuỗi, không cần hình Phật, mà tâm lúc nào cũng có Phật và lúc nào cũng có câu niệm Phật. Trường hợp đó gọi là thật tướng niệm Phật. Cũng là một niệm Phật, cũng là niệm Phật, nhưng mà có cách niệm Phật. Anh ngồi tê chân quá phải không? Thiền tọa niệm Phật không được phải không? Đứng dậy đi đi, vừa đi vừa niệm là kinh hành niệm Phật. Trời ơi, tôi bệnh quá, tôi ngồi không nổi, tôi làm gì cũng được, nằm niệm Phật. Nằm mà niệm Phật theo hơi thở. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật.
Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật. Sổ tức niệm Phật là đếm hơi thở niệm Phật, bước chân đi là kinh hành niệm Phật, lần chuỗi là trì danh niệm Phật, nhìn Phật là quán tướng niệm Phật, không có Phật tưởng tượng, quán tưởng niệm Phật. Bất cứ hình thức nào, đến một lúc nào đó tâm thuần thục, đi đâu làm gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng lưu xuất trong tâm mình. Cái đó gọi là thật tướng niệm Phật. Kinh điển lưu truyền 84,000, tu hành không thiếu cũng không dư. Tại sao không thiếu cũng không dư? Đó là con đường trung đạo. Tổ muốn nhắc mình không phải ngồi thiền 7 tiếng mới thành Phật. Anh ngồi 1 tiếng đồng hồ, còn 6 tiếng còn lại anh làm việc nhà, anh tròn bổn phận. Tu như vậy là không thiếu cũng không dư, đủ cho mình sức khỏe, đủ bổn phận của mình. Tu mà người nhà đi tới lui không thấy mít mình, lo niệm Phật mà cơm không nấu. Đó. Con đi học không ai rước mà cứ ngồi tụng miết. Đó. Mình tu sao? Đấy là tu, tu dư cho mình mà tu thiếu với người ta đó nha. Cho nên tổ muốn nhắc mình á, là tu là mình phải tự biết. Mình biết cái bổn phận của mình, cái hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình mà tu, chứ cũng không ai bắt mình phải như thế nào để gọi là tu. Vừa rồi ở Cali Pháp Hòa có nói, thí dụ như bây giờ mình chuẩn bị đi chùa dự khóa tu, nhưng mà bây giờ trong gia đình mình có một công việc gì xảy đến mà chúng ta không thể vắng mặt được, thì chúng ta vẫn có thể ở nhà để lo công việc cho nó chu toàn. Không phải mình lên chùa mình giữ các khóa tu đó mình thành Phật. Mình tu mấy chục năm mình không thành Phật mà mình thành má. Má vẫn là má. Như vậy thì thưa đại chúng, tổ muốn nhắc chúng ta cái con đường trung đạo. Vì vậy mà tượng Phật chấm một chấm ngay giữa. Ngoài cái ý nghĩa đó là cái hình ảnh của người Ấn Độ, nhưng mà theo đạo Phật thì cái đó tượng trưng cho trung đạo. Không có hành thân ép sát quá sức, cũng không có cung cấp vật chất cho quá sức. Bởi vì hễ mà cung cấp quá sức thì bận rộn lo cho nó hoài, không có giờ tu. Mà nếu như mà đói khổ quá, mệt mỏi quá thì làm sao tu? Cho nên hai con đường đó không được. Đức Phật ngày xưa đã từng qua cái con đường khổ hạnh đó. Khi mà Đức Phật xỉu đó, thì có một đoàn hát đi ngang, căng dây đàn quá độ, dây đàn đứt, thay dây đàn khác, không dám căng, để lỏng lỏng đàn không kêu. Thì cái người biết lên dây đàn, ta căng dây đàn vừa chừng, đánh lên cái tiếng nó kêu hay. Đức Phật ngộ ra từ đó, thì ra tu hành là phải như căng dây đàn, căng vừa chừng kêu hay, căng quá nó đứt, đùng quá nó không kêu tiếng. Như vậy thì chúng ta cũng thế. Cho nên khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đầu tiên, khi Đức Phật vừa thành đạo, thì ngay cái câu khởi đầu Đức Phật nói liền: này các thầy cần tránh hai cái cực đoan, một là quá vật chất, hai là quá hành thân khổ hạnh. Bởi vì ví dụ như mình đây nè, sáng lo ngày ăn ba cử là mình thấy hết giờ rồi đó. Một ngày mà ăn ba cử là thấy hết giờ rồi, nổi cái nấu rồi ăn thôi. Mà nếu mà ăn gấp cái ta nói ăn dễ bởi cực, cái bắt đầu mình ngồi mình tập ăn chậm. Ăn chậm để chứng tỏ là mình sao thảnh thơi, ăn xong trễ giờ. Đó, thành thứ ra rồi ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Rồi cộng thêm á, quần áo, mọi thứ xung quanh hết giờ. Cho nên chúng ta không, vì vậy mà cái người xuất gia đó, những cái gì không cần thiết để lo cho nó mỗi ngày, người xuất gia giảm, giảm thôi. Thí dụ như mình giảm được mái tóc rồi nè, thấy không? Mình giảm được cái mặt nè,
Đó, mình giảm được quần áo nè. Ba cái giảm đó là giảm tiền, giảm thời gian. Sáng mà nội cái chuyện đứng trước cái kiến mà tỉa tỉa rồi spray nó lên rồi chỉa chỉa nó lên là mình thấy cũng mệt rồi, hết giờ rồi. Thật sự ra người đời không sao hết, nói vậy có nghĩa là quý vị sai, nhưng mà bởi vì các thầy người xuất gia muốn dùng cái thời gian của mình cho những công việc khác chính đáng hơn, cho nên khi chấp nhận đi xuất gia là phải chấp nhận giảm những cái đó để nó không mất thời gian mà không cần thiết. Vì vậy cho nên cạo đầu là đã giảm được một cái chuyện đó rồi. Thứ hai là không trang điểm, thứ ba là không quần áo kiểu cọ, thì đơn giản được ba cái đó rồi. Cho nên đơn giản được ba cái đó là đơn giản được số tiền, và nhất hạn là thời gian. Vì vậy cho nên tổ nhắc chúng ta tu hành không thiếu cũng không dư, nghĩa là chúng ta tu đến cái chỗ trung đạo, là đừng có thấy người đó tụng một cuốn pháp hoa mỗi ngày mình phải tụng vậy mới kêu là đúng. Mình tụng nửa phẩm thôi, bởi vì sức khỏe mình tới đó thôi, thời gian mình tới đó thôi, hoàn cảnh gia đình mình chỉ có được như vậy thôi. Có những vị tội nghiệp về tới nhà là không có giờ nghe pháp tụng kinh, bây giờ tụng kinh trên xe. Có nhiều vị lên xe ngồi vừa lái xe vừa nghe pháp vừa đọc kinh. Hỏi pháp hòa vậy chứ có tội không? Nói chứ có gì đâu tội. Thay vì lên xe mình mở bản nhạc, một cái dĩa CD nhạc, thì bây giờ mình mở pháp mình nghe, mình mở băng kinh mình tụng, rồi mình nhép tụng theo. Tu cái đó gọi là tu lưu động, thấy không? Bây giờ là ta có chùa online đó, quý vị biết không? Chùa online nghĩa là mình muốn thăm bất cứ chùa nào, cứ biết tên chùa đó là bấm tên chùa đó .com, .org gì đó .net gì đó là thế nào mình cũng vô được cái chùa đó. Chùa online mà thậm chí có nhiều khi mình chưa hề tới cái chùa đó mà chùa đó sinh hoạt gì mình cũng biết hết á. Thầy trụ trì ổng đi đâu giảng pháp, hay là chùa đó tổ chức Phật đản, Vu Lan, bất cứ cái gì mình biết hết, tại vì mình online được. Như vậy Phật pháp bao gồm 84, hay là kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư. Có nhiều khi mình tụng kinh mình sợ thiếu, tụng cho đủ, hỏi tụng nhiêu sao cho đủ. Đảnh lễ Phật ba lễ, tán lư hương, chú đại bi, rồi tụng kinh, xong rồi tụng bát nhã, tụng chú vãng sanh, tán Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà, niệm tứ thánh, tụng bài sám, tụng bài hồi hướng, rồi phục nguyện, rồi tám quy y, kêu đủ. Rồi thậm chí có người còn sợ thiếu, niệm Quan Âm không niệm Phật Di Đà, sợ Phật Di Đà buồn, cái là ăn sâu Quan Âm, ba sâu Di Đà. Mà niệm Quan Âm Di Đà mà Thế Chí đứng bên không nghe kêu tên Ngài Thế Chí, Ngài Thế Chí buồn, thêm sâu Thế Chí. Rồi xong cái nói con niệm vậy á, rồi con niệm Di Đà Quan Âm Thế Chí là được, con về cực lạc rồi, mà lỡ con rớt dưới ai cứu, thôi để con niệm Ngài Địa Tạng luôn cho chắc. Thêm sâu gì niệm Địa Tạng. Rồi nhiều khi mình niệm vậy rồi cái con nói chờ lúc này á, con niệm vậy đó mà giờ không có niệm Phật Dược Sư, chắc Phật không phù hộ cho mạnh giỏi đâu, thêm sâu Dược Sư nữa. Thành thử rốt cuộc mình nghĩ mình tu thiếu rồi mình tu thêm. Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng không có tội, nhưng mà cũng không cần thiết. Nếu mình quan niệm là niệm vậy đó, Phật này buồn, Phật kia giận, mình mới giận mới buồn chứ Phật nào mà giận. Ví dụ như biết chị ba bạn thân của mình đám cưới mà mời chị bảy mà không mời mình mới giận. Thậm chí giận mà nói lẫy nữa chứ, ôi khỏi mời tôi đỡ tốn cái gì. Nhưng mà trong bụng hờn á, hờn á. Cho nên thưa đại chúng, mình cứ đem cái kiểu sống của chúng sanh mình gắn cho Phật. Thí dụ như mình ăn gì cái mình cúng Phật cái đó, rồi mình nghĩ sao mình nghĩ Phật vậy. Mình là hay quở người này, hay trách người kia, cho nên mình nghĩ Phật cũng quở mình giống vậy đó. Hứa cúng 500 mà lỡ bữa nay hết tiền cúng 100 chắc Phật quở. Phật không có quở mấy chuyện đó, Phật không có buồn mấy chuyện đó, mà Phật cũng chẳng quẩn để đi kiếm ai cúng. Ai không, ai cúng ít cúng nhiều. Vậy thì cái câu tu hành thì không thiếu cũng không dư, thì chúng ta nhớ là ở cái chỗ trung đạo, tu đúng hoàn cảnh của mình, đúng sức khỏe của mình, đúng thời gian nào mình có được là đúng. Ví dụ đi làm về 12 giờ khuya phải không,
Muốn tụng kinh lễ Phật phải không? Còn sức khỏe phải không? Cứ tụng. Đừng sợ tụng 12 giờ khuya Phật ngủ không linh. Có nhiều vị không dám đốt nhang, 8 giờ tối là không dám đốt nhang. Đốt là phải canh trước 8 giờ tối. Hỏi sao vậy? Nói cửa trời đóng rồi. Lỡ mình đốt nhang, nhang không lên tới trển, đóng cửa không tiếp, sứ không tiếp mình. Là mình quan niệm vậy rất là bình thường quá. Tụng kinh bất cứ giờ nào. Và thậm chí Lăng Nghiêm cũng không nhất thiết phải tụng 4 giờ sáng. Nếu mình thích tụng thần chú Lăng Nghiêm, tụng bất cứ giờ nào. Tụng Đại Bi không nhất thiết phải 3 biến, không nhất định phải 7 biến, tùy sức khỏe thời gian của mình. Cũng như quý vị ăn chay, đừng thấy mình ăn chay 2 ngày ít quá, người kia 4 ngày. Thật sự quý vị ăn bao nhiêu cũng được hết á. Nếu mà mình tức tối nữa thôi ăn trường đi, để khỏi mắc công so đo ngày tháng gì hết. Ăn chay là một hình thức rất căn bản để trưởng dưỡng lòng từ bi và giữ gìn sức khỏe. Nó không phải là cái chuyện ghê gớm để mình thành Phật, mình tu hành gì cả. Nó mới tịnh được cái thân à, nó mới sạch được cái thân tháng 2 ngày 3 ngày thôi. Và nó tịnh được cái miệng ăn, cái cách ăn của mình thôi. Nhưng mà nhiều khi mình ăn chay là một hình thức nhắc nhở mình ngày đó ăn chay thì tự nhiên không dám nói bậy, không dám chửi bậy, không dám hung dữ. Người ta cười, nói trời ơi ăn chay gì mà dữ quá. Cái ngày đó mình ăn chay tháng 2 ngày mình hiền được 2 ngày. Và ăn chay 4 ngày mình hiền được 4 ngày. Cho nên ăn chay cũng là một hình thức căn bản rất là sơ cơ trên bước đường tu tập. Ăn chay không có gì cao hết, đừng có thấy cái đó là ghê gớm. Ăn chay được chay trường cái chê người ăn ăn bò. Rồi mình ăn 4 ngày, 6 ngày tùy mình. Cho quý vị đã hiểu được như vậy, tùy sức khỏe của mình. Như vừa rồi có một đạo hữu ăn chay trường, bây giờ sức khỏe xuống dốc. Bác sĩ nói nên ăn thêm chút thịt để mà có sức, tùy do cái bệnh đó. Ông mới hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ hồi đó con ăn trường, bây giờ con ăn mặn trở lại, con ăn thay vì con ăn tháng 4 ngày chay thì bây giờ con đổi ngược lại là 1 tháng 4 ngày mặn, 26 ngày chay, quá ngon rồi. Mình phải yes liền chứ, để họ đổi ngược lại sao. Cho nên tu hành không thiếu cũng không dư. Không phải một ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền mới kêu là thành đạo. Ngồi trên xe tỉnh thức, chánh niệm lái xe, đừng vượt đèn, đừng lái ẩu, đừng nóng nảy khi người ta qua mặt mình bóp còi, để lái cho mạnh lên, chửi người này kiến. Điều phục được những cái tâm đó, đó là tu hành đó. Không nhất thiết tụng kinh phải chuông mỏ, có cũng tốt, cho nó cốc cốc càng càng chơi, cho nó vui, và cho nó điều hòa cái thời kinh. Lỡ mình ở trong một gia đình con cái nó ngủ nghỉ cái giờ đó, không cần chuông mỏ, xài một mỏ được rồi, xài hai mỏ nó ồn. Tu hành không thiếu cũng không dư. Bây giờ đến câu thứ ba. Đến nay tính lại trừ quên hết. Ủa tu hành mà sao quên hết trơn vậy? À cái chỗ này cao đó. Cái chỗ này kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu. Còn tu mà thấy mình tu thì chưa phải là tu. Pháp Hòa ví dụ, đi vô trong hãng làm đi làm, cái ngày đó mình ăn chay. Thường ngày mình ăn mặn á, là mình ngồi chung nguyên bàn với mấy bà bạn, mấy ông bạn trong trong hãng làm vậy nè. Cái bữa nay ăn chay cái anh ngồi xích xích ra coi chừng nước mắm nó văng qua đây. Bữa hôm ăn mặn ngồi sát bên mà còn ké người ta cho tương miếng coi. Là bữa nay mới ăn có một bữa chay, anh ngồi xa xa sợ nước mắm nó văng. Đó mình tu vậy bởi ta ghét. Mình ăn chay mà không cần quảng cáo. Ví dụ bữa đó mình ăn chay mà bạn mời mình đi ăn phải không? Nếu mình thấy những vị bạn đó người ta không có thích nghe mình nói mấy chuyện đó, chị kêu giùm tôi dĩa mì xào rau, tại bữa nay người không khỏe.
muốn ăn cho nó thanh đạm chút, hay là kêu dĩa xà lách đâu cần tuyên bố ăn chay. Và thậm chí thí dụ như bây giờ người ta đem cái dĩa xà lách đó ra, nó có hành mình không ăn được phải không, gấp ra, trời 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 bữa nay tôi ăn chay, bữa hôm ăn nguyên củ ai nói, còn mấy cọng hành ở trong cái chén đó mà làm dữ quá. Thật sự ăn chay không hề cử hành tỏi gì cả, không có cái chuyện cử hành cử tỏi gì hết á. Nhưng mà bởi vì á, các vị tổ, các ngài muốn nói chúng ta là những cái chất đó nó rất là nồng, mình ăn nhiều nó hôi miệng, hôi mồ hôi, mà mồ hôi bình thường nó cũng hôi rồi, bởi nó mới kêu mồ hôi chứ đâu kêu mồ thơm. Bình thường mồ nào nó cũng thơm, nó cũng hôi hết á. Hễ có mồ là có hôi à, chứ không có mồ nào mồ thơm hết á. Nhưng mà mình giảm được nó thì mùi trung bình. Còn mùi ăn, mình ăn nó nhiều quá thì nó nặng cái hơi thở, nó nặng cái mồ hôi của mình, cho nên mình giảm. Đồng thời ở trong hành tỏi cái chất kích thích nó rất là mạnh, người tu chúng ta giảm nó, cái chất kích thích trong tỏi trong hành mạnh. Nhưng tỏi hành nó cũng có vị thuốc. Như là thời gian gần đây đó, người ta uống rượu tỏi, uống tỏi viên, ăn tỏi đen để người ta trị bệnh. Như vậy nếu vì trị bệnh chúng ta dùng cũng chẳng sao. Ví dụ như ai mà ho đó, có thể ăn canh hẹ nấu với đậu hũ trị bệnh ho, có một ví dụ vậy đó. Hay là quý vị bị sốt, có thể lấy củ hành trắng bầm ra, cho bầm nhuyễn ra, cho một tí nước sôi, nước ấm ấm thôi nha, rồi để vô trong vải, đắp vô cái bắp chân của mình đó, thì cái hành đó nó công năng nó rút sốt cho một đứa nhỏ. Đó là cái phương thuốc trị bệnh căn bản của người Âu Châu. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì cái chuyện mà hôm đó mình không ăn hành tỏi, đó là chuyện mình, chứ không phải chuyện mà ghê gớm. Trời ơi chết rồi, bữa nay tu tụng kinh hết linh rồi. Tại vì mình quan điểm ăn tỏi tụng chú không linh, ăn tỏi tụng chú không linh. Tại sao nói vậy? Bởi vì cái gì người xưa nói, người ta cũng có cái, tại vì mình đa phần là sợ tội, sợ không linh không thiên, cho nên các ngài phải nói vậy để điều phục chúng ta thôi, chứ không có ý gì hết á. Cho nên ví dụ bữa đó người ta đem dĩa xà lách ra, ta xào dĩa mì, ta quên, người ta để hành chứ gì, không ăn cứ nhẹ nhàng gấp ra mà không cần phải nói gì hết. Nó đã đổi được không? Tôi ăn chay, có hành ăn cũng được. Trời ơi, bình thường hành cả củ, thịt này tôm kia bình thường. Cho nên mình tu làm sao mà thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng. Đừng để cho người khác phiền ở cái chỗ tu của mình. Bởi vì tu là chỉnh sửa, là chuyển hóa. Mà mình chưa chuyển hóa được những cái cố chấp, những cái hình thức. Nói như vậy không nghĩa là chúng ta bác, không phải. Nhưng mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh nào thì chúng ta hãy tùy duyên uyển chuyển vào cái hoàn cảnh đó, để chúng ta linh động nhẹ nhàng, không làm phiền ai hết. Tu mà không phiền người khác mới gọi là tu. Ví dụ như mình thắp nhang, bây giờ gia đình mình có người bệnh dị ứng khói nhang, hay là mùa đông bích bùng cửa nẻo, mở cửa không thoáng, thì chúng ta bớt nhang lại không hề có tội. Thậm chí quý vị có thể bẻ cây nhang ra một khúc nhỏ, thắp lên cho nó có cái gì, có cái hương khói nhẹ nhẹ chút xíu, để gọi là chút gì đó, chúng ta gọi là ấm cúng trong sự cúng dường, đủ rồi. Không nhất thiết phải thắp cả một cây nhang để gọi là cúng. Bởi vì hương nó có nhiều loại. Cái hương vật chất chỉ là biểu tượng, cái chính là tâm hương. Cho nên mình mới tụng đó: hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài, kính dâng một nén tâm hương, cúng dường Tam Bảo. Còn cái hương vật chất này làm bằng mặt cưa, làm bằng bột trầm, làm bằng bột nhang, do khói, do lửa mà có.
do cây gỗ chúng ta đem ra, chúng ta xây xây nó ra rồi nhồi với keo đắp nó lên cái gỗ đó để gọi là cây hương, thì cái cây hương đó chỉ là biểu tượng, còn cái hương chính thức là hương tâm. Thắp đèn cũng vậy, đèn lồng, thắp tâm đèn tâm đăng, còn hình tướng bên ngoài tùy duyên tùy cảnh, không thiếu không dư. Cúng Phật vậy không thiếu, mà có thêm cũng chẳng dư, cho nên cũng chẳng gọi là đủ, cho nên rất là bình thường. Ví dụ quý vị thắp cây nhang tụng kinh ha, tụng nửa thời kinh cái ngó lên bằng Phật cái hết hết hương rồi, bỏ dùi xuống lại thắp cây nhang. Hỏi sao vậy? Hết nhang lỡ Phật đi sao? Mình cảm niệm cảm giác là có cây nhang Phật còn đó, rồi không thêm cây nhang nữa. Không phải, mình đừng, không cần phải nghĩ như vậy. Mình làm sao mà mọi việc nó rất là, thí dụ trên bàn thờ đĩa trái cây, bình hoa, gọi là đủ nha, đủ bài bản á, lư hương nè, hai chung nước, hai cây đèn, bình hoa, dĩa trái cây, gọi là ngũ phẩm. Nhưng mà nếu trên bàn thờ chật quá, không để được hai chung nước cũng không sao, cũng không nhất thiết phải nguyên dĩa trái cây. Có nhiều khi tượng Phật có một chút rồi, dĩa trái cây bự vậy nè, để lên thấy Phật đâu hết, ngó lên Nam Mô đủ thứ trái, đâu có thấy Phật gì đâu niệm. Cho nên mình cũng tùy cái bàn thờ mà để cái bàn thờ nhỏ mình để bằng trái cây ít cho nó trang nghiêm, không cần phải ngũ quả, không cần phải ngũ quả. Thật sự ra thí dụ bàn thờ nhỏ, quý vị để một trái táo, một trái cam, quan trọng là nhìn nó vừa vặn với kích thước cái bàn thờ, nhìn cho trang nghiêm là đủ. Thế nhìn vô đó không thiếu cũng không dư, thêm không gọi là đủ, cũng không phải là dư, bớt cũng không gọi là thiếu, mà chúng ta hiểu được chúng ta đang làm gì để cho nó phù hợp. Có nhiều khi cái bàn thờ làm bằng kiến, cắt cái miếng kiến để làm bàn thờ cũng kệ kệ. Tượng Phật giữa đốn đã nặng rồi, cái lư hương vốn nặng rồi, để nguyên dĩa trái cây tổ bố, nguyên bình bông tổ bố, thắp nhang chưa giấy xong làm cái rầm. Ôi cha, Phật rớt xuống cho trời, ồ, sao sám hối. Bữa nay chắc có điềm gì à? Có điềm gì? Có điềm là mình không có con mắt mình nhìn. Trời ơi, cái kiến có mấy ly mà để mấy chục ly lên đó sao nó chịu nổi. Tự hiểu chứ, Phật đâu có quẩn đâu mà cúng nặng quá cho sập bàn thờ chơi. Rớt Phật cũng đau vậy chứ Phật được cái gì. Không có điềm gì hết á. Đừng sợ điềm gì cả. Đến nay tính lại trừ quên hết. Tại vì chúng ta có cái khổ là chúng ta nhớ mà không phải nhớ bà, không có phải nhớ chánh pháp mà nhớ mấy chuyện đó đó. Chẳng hạn như chụp hình ba người xui nè, hỏi tại sao xui, ba người xui. Rồi Phật Pháp Tăng không xui hả? Phước lộc thọ không xui hả? Tại sao mình phải nghĩ xui? Tại sao mình không nghĩ ba là Phật Pháp Tăng Tam Bảo? Tại sao mình không nghĩ ba là phước lộc thọ Tam Đa? Tại sao mình phải nghĩ tam là tam tai? Chi cho nó tự mình đặt cái chữ ra khổ à. Rồi cái hỏi ba không được phải không? Ráp bốn vô không được, bốn là dách gì xăm xây, xây là sợ xảy, xảy 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 là chết không được. Tứ là tứ quý, tứ là tứ quý, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, biết bao nhiêu cái tứ. Đừng tứ đổ tường thôi chứ. Rồi giờ bốn không được, không được, ráp vô năm. Hỏi năm sao không được, không được, được, không được, ngũ quỷ. Ngũ là ngũ giới, ngũ căn, ngũ lực. Cờ Phật giáo năm màu, xanh vàng đỏ trắng cam. Vậy thì tự do mình đặt hết, chứ còn muốn số thiện, số lành đầy đủ từ số 1 cho đến số cả ngàn. Đến na tính lại trừ quên hết, quên mà những cái hình thức chúng ta vướng kẹt, để chúng ta đi được cái tâm rỗng rang. Mà chỉ có tâm rỗng rang chúng ta mới nhẹ nhàng trên mọi lộ trình giải thoát. Quý vị cứ để ý cái này là đơn giản thôi. Mình đi vacation mà mình mang đủ thứ hết là mình nặng chứ có gì đâu.
Mà mình đơn giản hóa những cái gì dụng cụ không cần thiết là mình nhẹ nhàng chứ gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên thắp cây hương á, khói nó xông lên là mình hiểu rằng tâm nhẹ như khói, mà tro nó rớt xuống là lòng nặng nó mới rớt. Tâm nặng nó mới rớt, mà lòng nhẹ thì nó đi lên. Vậy thì giải thoát ở chỗ nào? Giải thoát ở cái chỗ chấp trước của chúng ta. Hễ chúng ta xả được cái đó là chúng ta nhẹ, mà chúng ta ôm là chúng ta nặng. Bất cứ hình thức nào. Có nhiều khi trong túi mình không có cái gì hết trơn á, có một hộp xin gâm, cây son, cây kiến, cây lược vậy mà xách hoài, đi đâu cũng xách hết. Mà mua cái vỏ 7.000 để đựng mấy cái đó đó. Mua vỏ 7.000 để đựng mấy cái đồ quanh đô la đó. Trời ơi, mà lại Phật không yên. Nhất mà lên trên cái đài Quan Âm nghe ngoài để mà lại Phật á, quên cái chết chết cái vỏ từ đâu rồi. Sợ mất 7.000. Cho nên nhiều khi á, quên Phật, quên tâm, không kiếm, mà quên cái vật chất bên ngoài, kiếm quá trời quá đất. Cho nên thưa đại chúng là tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết. Phải quên những cái phụ tùng, mà cái mà chúng ta bắt đầu cái diện bỏ vỏ đó nó nặng lắm. Có ai lâu lâu phải soạn vỏ không à? Có chứ. Tại vì bình thường gì cũng bỏ vô đó, phải không? Thì lâu lâu phải rảnh ra ngồi ra, vừa nói chuyện vừa móc vỏ soạn. Sáng mai chuẩn bị đi đâu là móc vỏ soạn, soạn cho nó gọn. Tưởng gọn là làm gì phải không? Gói cái khác bỏ vô tiếp. Cũng giống như nhà mình vậy đó. Lâu lâu big clean, bắt đầu gọi cho bạn: chị cần cái này không, chị cần cái kia không, tôi chở tới tôi tặng. Lúc đi mua là khiên muốn chết. Rồi bắt đầu thấy chật nhà quá khiên đi tặng. Rồi xong nhà trống rồi bắt đầu cái bữa khác đi cái nhớ trực: ồ cái góc nhà đó của mình còn trưng được cái này à, khiên vô để tiếp. Có không? Cho nên rốt cuộc nhà mình á, trống được bữa thôi, rồi tuần lễ sau là bắt đầu làm sao? Đầy lại hết. Tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng bố thí mà không thấy mình bố thí mới đại bố thí. Vì sao? Bởi vì khi mình bố thí mà mình thấy ba kỳ ba việc. Thứ nhất là người cho, mình là người cho, anh kia là người nhận, đây là vật mình cho. Đó, ba cục: mình, người, cái vật. Bỏ gió nặng không? Bây giờ tôi chỉ là người đủ duyên, có đủ cái phước, đủ cái căn lành, đủ duyên, tôi được cho. Mà nếu không có cái anh này anh xin, tôi lấy ai tôi cho? Mà cũng may mắn tôi có vật để tôi cho. Chứ nếu người ta xin mà tôi không có thì cũng chịu. Cho nên cuối cùng chẳng qua là duyên đủ, phước đủ thôi. Đủ lúc, đúng lúc tôi có phước tôi cho, có khả năng. Gặp lúc tôi có vật để tôi cho, gặp lúc người đến xin. Lỡ mai chiều tôi có dư mà tôi muốn cho không ai xin. Khi cho ba cái đó xả, không thấy mình, không thấy người, không thấy vật. Mà hãy thấy mình, thấy người, thấy vật là mình chật cái tấm. Đó mới nói cái chuyện bố thí thôi, chưa nói chuyện tu nữa. Mà nhiều khi mình cho càng nhiều, mình dính càng nhiều, và mình giúp được hết 10 người cái là bắt đầu trong tâm mình để: tôi giúp anh 5, anh 7, anh 3, mai chiều họ không giúp lại cái mình buồn. Cho nên mình xả họ ra cái mình khỏe. Bây giờ chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cái chữ như này mới đáng nói nè. Thứ nhất là nhớ như gì? Nhớ Như Lai. Nhớ như giờ là Như Lai. Như Lai là Phật, là thầy của mình. Mà thầy của mình thì sao? Có nhiều hơn mình gấp ngàn lần, mà cụ bỏ được hết. Còn mình chẳng có gì hết, mà mình không dám bỏ. Đó. Phật là người dám bỏ tất cả để làm. Thôi bây giờ cái chuyện đó không có. Giờ Phật là người tu làm sao? Mình nhận mình là đệ tử Như Lai, mình có tập tành, mình tu giống giống như ngài chút chút nào. Mà hãy được như vậy đó thì gọi là nhớ chữ Như đó. Chữ này là tượng trưng cho Như, Như Lai. Nhớ Như Lai. Thứ hai là
Như này là gì? Là chân thật. Như này nghĩa là chân thật. Pháp Hòa ví dụ, cuộc đời này, cái chuyện sống chết là cái chuyện nó sẽ như vậy đó. Có trẻ, có già, có sống, có chết, có đến, có đi, có còn, có mất, có giàu, có nghèo, có khổ, có vui, có trong, có ngoài, có trắng, có đen, có trai, có gái, có phải, có trái, có Phật, có ma, có ông, có bà. Vì cuộc đời này, bản chất cuộc đời này là đối đãi, lúc nào cũng phải đối đãi, chén thù phải chén tạc. Anh mời tôi bữa tiệc này, mai tôi mời lại anh. Cuộc đời này là chén tù, chén thạc, chén thạc. Thành nữa là chúng ta phải nhớ nó là như vậy đó. Hay nói cách khác là có sống thì có chết. Đây, cái hoa này có trụ, có tươi, có héo, phải không? Rồi từ một hạt hoa lên cái hoa, rồi chúng ta cắt hoa trưng bày cho nó đẹp, rồi chúng ta nhớ có hoa này thì sẽ tàn. Cho nên cuộc đời nó đến nó đi như vậy, nó là như vậy đó. Như thị, như thị. Cho nên khi mà người ta khai thị cho mình đó, hay là quý vị sống mà quý vị gặp nhiều cái cảnh chướng tai gai mắt, rồi mới vừa giúp nó xảy qua nó phản á, thay vì mình buồn á, chỉ cần đọc hai câu thần chú thôi, như thị, như thị. Như thị là gì? Như vậy, như vậy. Cuộc đời nó phải có những cái như vậy mới có một Đức Như Lai. Nó phải như vậy nó mới ra cái tâm một con người vững chãi. Và bất cứ sự việc gì xảy ra trong cuộc đời mình, mình vẫn thấy bình an như, tại vì nó là như vậy đó. Hôm qua nó gặp mình, nó thương, mà sau lưng mình nói xấu. Nó như vậy đó. Mà nếu mà nhờ nó như vậy đó, nhờ người đó như vậy, nhờ cái bản chất như vậy, nhờ cuộc sống như vậy, nhờ các pháp như vậy, cho nên tâm mình là Như Lai. À, trước mắt việc đi mãi, tâm tôi vẫn chẳng thay. Bản chất của Như Lai nhờ cuộc đời như thị, cho nên mới có Như Lai. Như thị rồi chân như là như vậy đó. Ví dụ như Pháp Hòa nói ha, thưa đại chúng, mời đại chúng ăn sầu riêng. Người nào chưa ăn sầu riêng, hỏi sầu riêng nó bùi, nó ngon ra sao? Dạ, nó hôi hôi như chao. Mà có nói được cái mùi sầu riêng không? Không. Nó hôi như là mùi gas. Cũng không nói được sầu riêng như không à? À, nó mềm mềm như là tàu hũ mềm. Thật sự nói hồi chẳng nói được cái muối sầu riêng. Thôi bây giờ á, mình lấy cái muỗng mình múc miếng mình ăn thử, tự mình sẽ chứng nhận sầu riêng là gì, mà không cần phải đem bất cứ cái như nào ra để ví dụ hết, vì nó là như vậy. Cho nên là chân như là vậy đó. Chân như thật tướng của các pháp là vậy, cho nên gọi là như thị. Sắp hết giờ rồi, Pháp Hòa gọn một chữ nữa thôi. Như này là gì? Theo tiếng Hán á, viết chữ như vậy nè. Bên này chữ nữ, bên này chữ khẩu. Nữ với khẩu mà ráp lại mới thành chữ như. Ý Hòa Thượng muốn nói, nam á, thì phải phòng chữ nữ, nữ là phải phòng chữ khẩu. Bởi vì tất cả mọi cái hệ lụy, phải không? Hệ lụy nếu mình tu mà mình không có điều tiết được chữ nữ, tức là tượng trưng cho sắc, thì mình cũng khó tu. Chữ nữ đây là tượng trưng cho cái hình tướng là sắc. Thí dụ như nam thì phải đối với nữ. Mà người nam mà, thí dụ một ông vua mà lỡ mà ổng đắm sắc quá, ổng quên cả triều đình, thì cả triều đình sụp đổ. Ví dụ như ngày xưa vua Trụ, vua Trụ làm Đắc Kỷ, rồi Muội Hỷ, rồi Bao Tỷ, ba người đó làm cho ba triều đại suy sụp. Ba bà này có ba ngày sanh, có ba ngày chết. Cho nên từ đó trong sách vở Cử Kiên người ta mới kêu là ngày Tam Nương. Tam Nương là ba ngày của ba bà. Mà ba ngày của ba bà này sanh ra Đắc Kỷ, Muội Hỷ, Bao Tỷ, rồi ba ngày bà bao chết. Cho nên Tam Nương không chỉ ba ngày mà tổng cộng là sáu ngày trong một tháng.
thượng tuần có 3 ngày, hạ tuần có 3 ngày. Người ta hay nói bắt dần là mùng 5, mùng bởi gì? Mùng 5, mùng 7, 23 không đúng. 22 mới tam nương cho 23 không phải. Chừng nào mình có dịp nói chuyện tam nương. Bây giờ mình đang nói chữ Như. Chữ Như theo tiếng Hán là bên này là chữ nữ, bên này là chữ khẩu. Đối với nam thì phải cẩn thận chữ nữ, đối với nữ phải cẩn thận cái khẩu. Đa số người nữ là mắc cái khẩu gì? Khẩu nghiệp. Cho nên tổ muốn nhắn nhủ với chúng ta, nam nữ tu hành thì phải nhớ chữ Như này. Nếu tách chữ, nếu chiết chữ ra thì chữ Như đó gồm hai chữ ráp lại, nữ và khẩu. Tu hành mà không cẩn thận cái khẩu nghiệp thì chính cái khẩu nghiệp này nó cũng hại mình lắm. Mà nói chung là trong cuộc đời này, chúng ta không để ý cẩn thận cái ngôn ngữ, cái khẩu, cái lời nói của mình hàng ngày, chúng ta có thể tạo rất nhiều lỗi lầm qua cái khẩu nghiệp của mình. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Quý vị thấy á, chúng ta có ba nghiệp: thân, miệng, ý. Thân có ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Vậy mà cái miệng tới bốn lỗi lận. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo gọi là nói lưỡi hai chiều. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu. Rồi chúng ta dựng chuyện nói những lời vô ích, không lợi ích cho ai mà chỉ hại cho người, gọi là nói lời ỷ ngữ vô ích. Miệng bốn lỗi, ý có ba lỗi là tham, sân, si. Như vậy tất cả chúng ta tu cũng không ngoài ba nghiệp: thân, miệng, ý. Mà tổ thì lại nhắm tới cái chuyện khẩu nghiệp. Bởi vì ý mà suy nghĩ, có nhiều khi chưa ra lời nói nó đỡ hơn. Ý đã suy nghĩ rồi mà phát ra lời nói nữa thì thành họa. Phải không? Một ngày ăn ba cử, ngày nói trăm lần. Có nhiều người khi nói lải nhải từ sáng tới tối không ngưng. Mà nếu như không có cái tuệ giác thì cái khẩu này sanh ra nghiệp. Cho nên chân ngôn, ngôn là lời nói. Chân ngôn là cái lời nói xuất phát từ cái tâm của mình. Mà hễ mà xuất phát làm cho người ta khổ thì không thể gọi là chân ngôn. Nếu lời nói đó được xuất phát ra từ cái trí, từ cái lòng từ, thì lời nói đó gọi là chân ngôn mật ngữ. Cho nên thần chú Đà Ra Ni là vậy, chứ không có gì đặc biệt đâu. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, không, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Bài chú đó là gì? Yết đế, yết đế. Dịch nghĩa đơn giản thôi: cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng hơn nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng hơn thêm nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha reo mừng khi chúng ta đến được bờ bên kia. Như vậy, hôm nay nhân dịp lễ Phật đản, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, cái chữ Như mà chúng ta thường gọi cho Đức Thế Tôn là Như Lai, là Phật, thì chúng ta nhắc lại bài kệ của một vị tổ của Phật giáo Việt Nam ta, đó là Ngài Phước Hậu. Bài thơ: kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Nghe bài thơ đơn giản nhưng mà phân tích ra thì nghĩa lý sâu vô cùng. Và chính bài thơ này Ngài đã để lại cho hậu thế chúng ta hơn trăm năm nay. Thì tất cả chúng ta đều là con cháu của tổ, chúng ta thừa hưởng được cái nguồn giáo pháp của các tổ Việt Nam, thì chúng ta có bổn phận tìm tòi, học hỏi, ghi nhớ trong lòng. Và khi chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu rồi thì chuyện tu hành chúng ta cũng đi sâu vào theo cái nghĩa mà chúng ta hiểu.